Đây là cây gọi là cây Phật thủ nha mọi người. Giờ mùa ế sâu mình về quê mình trồng cây hái trái. Trái nó trắng nhiều hơn quá nè. Thơ quá. Một đứa nước. Kìa đẹp quá. Cây nhỏ kia cũng có gai. Cái này chắc là cái to nhất trong trong cây này rồi đó. Quay lại gần thấy cái như là ô sự như là bàn tay của Phật gọi là Phật thủ phải không? Trời ơi, cái này đẹp nhất, là to nhất trong cây. Ra đó mình nụ quá trời. Ồ, cây này rất là nhiều gai luôn á. Nè, gai nè. Gai to hơn gai của bông hồng luôn á. Ồ, cái này to quá. Bẻ ra sợ gãy cành quá. Test, test, test. Yeah. Đẹp quá ha. Bây giờ là bắt đầu mùa xuân. Ồ, nhiều quá trời nụ nè. Cái này to. À. Cành nhỏ xíu rồi mà nó hôi cái này nặng lắm á, ủ quá đi.
có chắc con gì nữa. Cắn cái kia rồi kìa. Con gì còn gì nữa. Để trên cây ít cho nó đẹp đi. Nái xuống hết ủng. Thơm á. Ồ thơm á. Đẹp quá. Thái nó gãy cành ủng. Thôi để đi. Mọi người ơi, cây Phật thủ rất đẹp mà rất là hiếm nha. Mẹ của Vi mê lắm á, mà không có trồng được. Mọi người nữa nha, cho coi lại cây Phật thủ nha. Quay vô trong cái hoa, cái nhị á, cái bút á. Cái này nè. Nó đem ra nhiều lắm. Rồi giờ đi hái hái cam đi. Let's go. Ba. Chị camera cho xin cái bao với chị camera.